Cảm giác của mình như thế nào khi mà mình thực hiện cái TVC nó lại tạo nên cái hiện tượng hot như vậy ạ? Không có gì bất ngờ đâu em. Anh dự đoán trước hết á, sản phẩm nào anh làm ra, anh đều nhìn thấy sự thành công của nó hết. Vậy trong cái quá trình mà mình thực hiện á, cũng như lên ý tưởng á, có khó khăn gì không anh ơi? Khó khăn gì đâu. Trong đầu anh nhiều ý tưởng lắm. Trời ơi, phụt cái là ra, phụt cái là ra. Cắt. Không được, anh. Cái cảnh này không được. Phải quay lại. Đây nè. Cầm cái này là phải cầm ra thằng giày, che hết của người ta rồi nha. Rồi. Lại lần nữa nha. Anh nói đi. Chỉ cần anh cho em đứng tên chung đạo diễn, thậm chí tên anh viết qua, tên em viết thừa cũng được. Tôi không quan tâm đến tiền. Em đưa hết tiền cho anh luôn cũng được. Chỉ cần cho em được đứng tên đạo diễn thôi. Tôi chỉ quan tâm đến thương hiệu mà tôi mất công tạo dựng cho bản thân trong suốt bao năm qua. Tôi không thể đặt tên mình cùng tên với một đạo diễn non nớt mới bước chân vào nghề được. À, bây giờ em diễn cho anh một lần nữa, nhưng chỗ này cái kết em cười cho rạng rỡ khung hình nha. Ủa bộ tôi diễn dở lắm sao diễn lại? Tôi đang đóng cảnh khóc mà sao cười hả? Nhưng mà anh muốn là kết em cười để cho về anh dễ dựng mà. Anh có đọc kịch bản không vậy anh đâu diễn? Cảnh này cảm xúc nhiều lắm cho nên là mọi người tập trung nha mọi người ơi. Tôi chịu hết nổi rồi. Làm việc thiếu chuyên nghiệp. Tôi không quay nữa, tôi đi về. Ủa khoan. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên là anh bực bội khó chịu? Cô dám hỏi tôi câu đó nữa hả? Tự coi lại đi hả? Đưa cái gì cho tôi mặc đây hả? Cái đoàn phim làm việc như cái chợ, không một người nào có chuyên môn. Cái ông bố má mặc cái đồ dị hợp đó lại. Đạo diễn hả? Ông đó là ông đạo diễn đó. Ông đạo diễn ông chôn nguyên cái đoàn phim này nè. Thank you.